Hôm nay Giang sẽ giới thiệu với mọi người về chủ đầu tư An Gia, chị Khách Hàng nhé. Thì chủ đầu tư An Gia hiện tại là phát triển cái nhà phát triển bất động sản hàng đầu trong phân khúc nhà ở trung cấp và vừa túi tiền nè, có thiết kế chất lượng xây dựng rất là tối ưu vượt trội luôn ha. Thì An Gia hiện nay là phát triển được 8-9 dự án rồi, thì có dự án là sống ở Vũng Tàu nè, rồi Sydney, Sky 89, River Panorama vừa bàn giao luôn, Skyline, Riverside, cái tháp Skyline này nè mọi người là chỉ 4 tháng sau khi bàn giao là có sổ hồng luôn, và Riverside này chỉ 1 năm là có sổ hồng nha. Garden Star luôn, và An Gia đã kết hợp với tập đoàn Regroup nè. Regroup là một đơn vị gọi là chuyên đầu tư về bất động sản, có nghĩa là họ bỏ vô những cái vốn cho những cái nhà đầu tư tiềm năng, thì họ thấy được An Gia tiềm năng nên họ đầu tư cho An Gia luôn. Thì bên cạnh tại Việt Nam thì chỉ có đầu tư cho An Gia thôi, và ở các nước châu Á thì Regroup có đầu tư vô một số nước giống như là Campuchia, Malaysia, Singapore, Myanmar, Bangladesh ha. Rồi bây giờ Giang sẽ giới thiệu cho mình một cái dự án mà An Gia đang phát triển và được rất là nhiều khách hàng hốt, đó là dự án Westgate tọa lạc ngay trung tâm hành chính huyện Bình Chánh, anh chị khách hàng nhé. Và đây là khối cảnh của dự án Westgate nè, và đây là cái đường dẫn cao tốc kết nối giữa Nguyễn Văn Linh vào cao tốc Sài Gòn Trung Lương. Những anh chị nào ở miền Tây Nam Bộ thì sau này mua một căn này là mình di chuyển từ miền Tây lên là mình chỉ cần bước xuống xe là mình bước chân vô nhà thôi, rất là tiện lợi luôn, phù hợp cho những cái người ở miền Tây Nam Bộ. Và đây là bản đồ của dự án Westgate nè mọi người, và cái cụm đất này nè mọi người thấy ha, rất là vuông vức luôn, đó là trung tâm hành chính huyện Bình Chánh. Thì từ cái nút giao thông Nguyễn Văn Linh quốc lộ nè, thì chị di chuyển ra chỉ 3 phút thôi là gặp ngay cái dự án Westgate nằm ngay mặt tiền đường luôn, sở hữu 5 mặt tiền đường nha mọi người, cực kỳ là rộng luôn. Thì bên cạnh đó dự án chúng ta thì có cụm gọi là y tế kỹ thuật cao, bệnh viện Nhi Đồng 3 và những cái bệnh viện sau này chi nhánh nó sẽ dời về đây hết luôn. Rồi và bên cạnh đó có một cái làng đại học 511 hecta luôn nha mọi người. Thì hiện nay có hai trường đại học đã đưa vào hoạt động, đó là kinh tế và đại học Văn Hiến. Bên cạnh đó nó có trường cao đẳng xây dựng thì cũng đã đưa vào hoạt động rồi. Thì trên trục Nguyễn Văn Linh này mọi người sau này đi đến những cái trung tâm thương mại SC Vivo hoặc Lotte Mart cũng rất là thuận tiện luôn, và Rexmont cũng rất là thuận tiện, và về Phú Mỹ Hưng rất là thuận tiện ha. Và quốc lộ A thì mình đi đường Võ Văn Kiệt mình về trung tâm quận nhất nè. Rồi ở đây họ có cái tình cho chúng ta luôn ha, có sân tennis nè, rồi sân tập golf giả lập gần đường thiền, rồi hồ bơi liên tiếp. Và đây là mặt bằng của dự án Westgate, một cái tháp dự án Westgate, đó là tháp hen. Và đây là thiết kế của những căn hộ nè, thì chúng ta có 5 mẫu thiết kế và có 3 mẫu dành cho căn 2 phòng ngủ và 2 mẫu dành cho căn 3 phòng ngủ. Anh chị khách hàng nào muốn sở hữu ngay một căn hộ tại dự án Westgate thì vui lòng liên hệ với Giang qua số điện thoại 0914245855. Giang sẽ mời anh chị tham quan thực tế tại vị trí dự án và tại nhà mẫu An Gia Gallery. Hẹn gặp lại anh chị khách hàng tại vị trí dự án Westgate. Xin chào chị khách hàng.